Sáng nay tại thành phố Huế, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, mùng 1 tháng 12 năm 1920, mùng 1 tháng 12 năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người chiến sĩ cộng sản luôn tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân. Một nhà lãnh đạo tài năng có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược chính trị, quân sự và vị chỉ huy xuất sắc của quân đội, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế. Đại tướng Lê Đức Anh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, người dân sống cơ cực dưới chế độ thực dân phong kiến. Năm 17 tuổi, đồng chí được giác ngộ cách mạng, bắt đầu cuộc đời binh nghiệp. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Lê Đức Anh luôn thể hiện tinh thần kiên trung, sáng tạo, trực tiếp tham gia và lãnh đạo trong nhiều trận chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng quê hương đất nước thời kỳ mới. 99 năm cuộc đời, 80 năm tuổi đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hiểm nguy, phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại tướng Lê Đức Anh là niềm tự hào và là tấm gương sáng của dân tộc. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh là dịp để toàn đảng, toàn dân ôn lại, tưởng nhớ, đồng thời tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng. Thế hệ hôm nay và mai sau cần tiếp tục học tập phẩm chất, ý chí và phong cách của Đại tướng Lê Đức Anh, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, cống hiến trí tuệ và sức lực để hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.